có lăng nhăng không? À, thường thì không. Không. Thường thì thường thì không. Bình thường thì chắc cũng có. Tại vì không có thời gian. Nếu mà có. Vậy là có thời gian là có lăng nhăng hả? Trời ơi, mọi người thấy không? Ông đi hỏi vợ, ông đi kiếm vợ, ông trả lời vậy là chết vớt rồi. Có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Nhõng nhẽo. Ủa, gái nhõng nhẽo dễ thương mà. Nhõng nhẽo tức là cần việc gì thì phải mình tự giải quyết trước. Thôi, tôi không có đồng ý. Tại vì phụ nữ là liễu yếu đầu tơ, chân yếu tay mềm. Dù người ta có mạnh mẽ, năng động cỡ nào, nhưng mà nhiều khi người ta cũng muốn ổng đem vô nhà đi anh. Trời ơi, cái này nhõng nhẽo cái gì mà. Này chảy nước luôn hả chị Hai? Tôi vừa thôi, anh ơi, lấy giùm em cái ly nước đi, cái ly nước đi. Vậy thì được chứ làm gì? Thì vậy đi. Mệt quá. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em rồi. Mời bạn nam. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Hà Thu Thảo chị. Em đến từ Tây Ninh và năm nay em 25 tuổi và em đang sale chị, sale bảo hiểm. À, mời bạn trai. Mình tên là Phan Lý Đại Hải. Mình là quản lý nhà hàng, năm nay mình 29 tuổi. Phan Lý Đại Hải hả? Dạ. Tên nghe kêu quá nha. Quê ở đâu Hải? Quê em ở thành phố luôn ạ. Ưu điểm là gì nè? Ưu điểm của Hải thì giao tiếp tốt, hát tốt, nhảy được. Wow. Ông ấy hát bài nhảy một đoạn đi em. Hát thì em có thể hát được liền bây giờ. Nhưng rồi, mà nhảy thì chắc để dành riêng cho bạn nữ thôi. Chút nữa nhảy ra. Chút nữa kéo màn lên là nhảy cho bạn nữ xem nha. Nãy giờ bạn khoe nhiều cái tốt nhưng thấy còn cái tốt nữa. Bạn ăn tốt bạn không nói nữa. Làm nhà hàng ăn dữ lắm hay sao vậy? Ủa mập lắm hả? Không có mập, vừa vừa thôi, tròn chút xíu thôi. Không ấy giờ hát đi, cứ hát đi rồi mọi chuyện bỏ qua tính sao. Hát đi. You're just too good to be true. Can't check my eye off you. I long a last love, alright, thank God I'm alive. Ủa, sorry. Ủa vậy rồi hả? Thôi được rồi, được rồi. Nãy giờ em nghe giọng anh Hải hát rồi em cảm nhận như thế nào? Giọng anh ấm. Ấm hả? Dạ, thì cũng hát tiếng Anh nhưng mà em nghe tưởng tiếng gì. Em có biết nhảy không? Dance box không? Em không biết đem boss chị, nhưng mà em nhảy được cái khác. Em nhảy cái gì được? Em nhảy sexy dance, sexy dance. Wow, nhảy sexy dance. Ờ, em nhảy thế rồi, hiện đại. Ưu điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em là tự tin, thích năng động, thích xem đá banh nữa. Cũng biết nấu ăn. Vậy là tốt rồi. Những cái mặt còn hạn chế của mình? Dạ, em thì hơi nóng tính, với lại cũng khó tính nữa. Với lại là cũng hung dữ. Hung dữ? Bạn nam có sợ bạn gái hơi dữ không? Dữ xong sợ xong sợ. Cái tính như vậy thì tốt chứ gì? Trời ơi, ông nghe hung cái ông tốt liền à. Hồi đó giờ tôi mới thấy đàn ông nói con gái mà tính nóng hung dữ là tốt á. Bạn chọn mẫu người lý tưởng như thế nào mới phù hợp với bạn? Bạn chỉ là một người năng động, có tính cách nó hơi hướng ngoại một tí. Vậy là chắc có lẽ là hợp với bên đây rồi. Dạ, hợp quá. Em rất là năng động. Có cái hình mẫu lý tưởng gì không Hải? Trước giờ em chỉ thích có một người đó là Celine Dion. Thì một người rất là tự lập. Gặp tất cả các sự cố thì họ có thể đứng ra tự giải quyết. Thì hai người chỉ hỗ trợ với nhau, chứ không phải là che chở lẫn nhau. Chiều cao. Cần ngoại hình thì hướng thể thao là ok. Vậy là coi như đạt chuẩn rồi đó. Cái mẫu người lý tưởng của em sao? Tại vì em cũng cao khiêm tốn nên muốn bạn trai cao tầm 1m7 được rồi chị. Bên kia thì chị không biết có 1m7 không mà chị đoán có vẻ hơi mập đó. Đừng có ốm quá cũng đừng có mập quá. Không, thí dụ dư dư một chút. Đừng bụng phệ quá được chị. À, bên đó có bụng phệ không? Cái này chút kiểm tra mới biết. Rồi vậy chắc có rồi quá. Rồi chưa dám nói. Ôi, còn gì nữa không em? Đừng đòi hói chị. Hả? Còn gì nữa không em? Dạ, vậy được rồi chị. Có những cái gì mà em không thích về người đàn ông không? Dạ có chị. Lăng nhăng, gia trưởng quá là em không thích. À, để dạ. Chị qua chị hỏi dạ. Thử ha. Không cũng được, không đến nổi. Hơi hơi ấy. Hóp cái gì ông ơi, tôi mới để tay như vậy không hóp vô. Gì? Dù có hóp cũng hơi rớt ra ngoài chút đỉnh. Mặt trai à, đẹp trai à. Được, được. Đẹp trai phong độ, được. Chắc được, khỏe chứ bộ. Thôi, ba phân cũng du di được, không đến nổi ha. Có gia trưởng không? Nhà thì có em với mẹ thôi, nên cũng không có gia trưởng. Có lăng nhăng không? Thường thì không.
không. Thường thì không. Thường thì không. Bình thường thì chắc cũng có. Tại vì không có thời gian. Nếu mà có. Vậy là có thời gian là có lăng nhăng hả? Trời ơi, mọi người thấy không? Ông đi hỏi vợ, ông đi kiếm vợ, ông trả lời vậy là trớt quớt rồi. Có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Nhõng nhẽo. Ủa, gái nhõng nhẽo dễ thương mà. Nhõng nhẽo xưng là cần việc gì thì phải mình tự giải quyết trước. Thôi, tôi không có đồng ý. Tại vì phụ nữ là liễu yếu đầu tơ, chân yếu tay mềm. Dù người ta có mạnh mẽ, năng động cỡ nào, nhưng mà nhiều khi người ta cũng muốn ổng em vô nhà đi anh. Trời ơi, cái này nhõng nhẽo cái gì mà. Cái này chảy nước luôn á chị hai. Tôi vừa thôi thấy anh ơi, lấy giùm em cái ly nước đi. Cái ly nước đi. Vậy thì được chứ làm gì. Thì vậy đi. Mệt quá à. Nói chung thì nói chung thì rất được. Cũng du di được. Để qua coi đàn gái sao cũng mà hấp sách bên đây dữ vậy. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Nói chung đàn trai rất phong độ, đẹp trai, nụ cười, duyên dáng, quản lý, không có lăng nhăng. Có cái đó anh nói à nha. Không có thời gian, có thời gian thì có chút chút. Tôi nói đàn ông bụng bự thì sang. Dạ. Nó sang mà, ôm rồi rồi. Giống anh Quyền Linh cũng bụng bự luôn. Anh cũng bự nhưng mà anh nhờ hơi nhỏ hơn bên đàn ấy. Dạ. Anh thấy ổn đó ha. Dạ. Ổn rồi. Hôm nay mình đi có ai đi theo? Có chị Tường giám đốc bên em với lại chị quản lý của em và đồng nghiệp. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào tất cả các anh chị có mặt ở trong khán phòng ạ. Thấy tình hình anh bên đây được không? Với cá tính năng động, tự lập, một số yếu tố thì tương đối rồi đó. Vài điều hạn chế mà nhưng mà cũng có thể bỏ qua. Ví dụ như chiều cao, yêu cầu 1m70, 1m67 thì có thể du di được không ạ? Hồi nãy giờ cái hay của chương trình là cho cả hai bạn cảm nhận được cái cách nói ấm áp nè, hay hước, có thể là du di được đó em. Đặc biệt chị thấy giữa hai bạn là cũng có những điểm trùng hợp là cả hai bạn đều yêu thích thể thao. Thảo là một bạn rất là trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là hướng ngoại cũng như rất là năng động. Lát nữa xem mặt thì hai bạn sẽ có cái phản xạ tốt với nhau. Dạ, hay quá. Cảm ơn chị. Cảm ơn sếp đi. Thôi, mình đi với ai Hải? Giờ em đi với đồng nghiệp quá. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Đồng nghiệp sao? Người bự, người nhỏ chút xíu. Thứ nhất thì ngoại hình em cũng thấy ok. Thứ hai thì tính cách. Thì tính cách của ông Hải cũng đôi lúc thì hơi trẻ con một chút. Bạn nữ nóng tính này thì có thể ghìm lại tính của anh Hải chút thì em nghĩ rất là hợp với nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Đồng nghiệp mà sếp đều đồng ý. Vấn đề quan trọng là hai người cảm gặp xúc nhau của thôi. Hai bạn. Ha. Các bạn lên đi. Cho đôi bạn trẻ gặp gỡ với nhau. Cái cặp này tôi phải bắt nhảy cho mọi người coi chứ không có vụ nhảy hai người coi riêng đâu. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Mày chắc sáng bưng cái bình bông ở nhà đi quá. Gì khoanh tay vậy? Lần đầu gặp chị nó hơi bối rối. Nhảy đi. Mình nhảy có cơ hội được va chạm nữa. Có thật gì anh chị biết nhảy theo kiểu dance box thôi, cha 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 hoặc là những điều nhảy nhỏ như nhẹ như rumba thì ok. Vậy mình nhảy không cần nhạc luôn cũng được vậy anh? Cũng được luôn á. Rồi. Ok, cho anh mời. Quay hả? Quay nữa không? té màn giao lưu xuất sắc. Chúng ta bắt đầu có 2 phút để trò chuyện với nhau. Em nghĩ sao về anh? Dạ em thấy anh ok. anh thấy sao về em? Em rất là tự tin khi nhảy sân khấu. Dạ. Anh rất thích người phụ nữ tự tin như vậy. Anh có phải là người đàn ông của gia đình không? Dĩ nhiên chứ, người gia đình chứ. Dạ. Chỉ làm về nhà thôi. Anh có thể phụ vợ này nọ đúng không anh? Anh nấu ăn được. Thì những bữa ăn anh hay chuẩn bị được. Dạ. Những ngày nào em mệt thì anh hay nấu ăn được. Coi cái bụng ảnh kìa đó, rớt cái bụng nó kìa, hấp vô. Làm cái gì mà cứ nhìn cái khuyết điểm người ta hoài. Thấy về chút xíu à, chưa đâu. Một hai đứa nữa đi thấy bụng nè. Bố nói với em á là em cưới sớm rồi làm 2-3 chồng á. Có nói là tuổi nào hạp rồi gì? Tuổi tầm 27-28 có chồng mới tốt. Rồi em muốn lấy người sinh năm nhiêu? Sinh năm 88. Hải sinh năm nhiêu? Dạ 88. Vậy được cưới luôn đi cưng. Thường thì em không tin vào bói toán lắm. Người đàn ông nếu không đủ sức giữ người phụ nữ thì 2-3 chồng là chuyện hiển nhiên. Không, anh này nặng ký lắm, anh sẽ giữ nổi em đó.
Hẹn hò đi, mình tính cái hẹn hò đầu tiên đi để mình... Hôm nay em có thời gian rảnh không? Dạ có anh. À, trưa nay anh mời em ăn trưa được không? Dạ được. Mình phải làm bộ từ chối đi cưng, xong mình nhận lời liền vậy. Lấy nhau về ai quản lý tài chính? Cái đó thì hơi khó nhỉ. Thôi đó, khó rồi kìa, hỏi đi. Có thể anh tạo tài khoản, một tài khoản phụ của anh và em thì em có thể sử dụng được tài khoản của anh. Dạ. Cô này giờ gì cô cũng dạ hết trơn, cô chịu rồi, cỡ nào cô cũng dạ. Công việc của em thì thường xuyên đi gặp khách hàng á, thì anh có chấp nhận được không? À, hai người tin tưởng với nhau là ok. Vì anh làm mình dễ ta, khó mình khó ta. Nhưng cẩn thận nha, ảnh có cơ hội là ảnh ngoại tình đó. Được, hết thời gian. Chúng ta cảm nhận đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Lắng động và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình có thổn thức rung động gì hay chưa. Nhấn nút hẹn hò có nghĩa là gì vậy? Thôi đếm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời anh. Trời ơi, lẹ quá vậy, tôi chưa nắm tay nắm luôn. Tôi chưa đếm mà anh nhấn nút rồi anh. Vậy là phạm quy đó. À, chúc hai bạn sẽ tiến xa hơn. Những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà thì cầm cái tay nhau, cho bạn gái. Nhau. Được đấy, hôn gái lấy hình. Bạn gái thấy sao? Điện chạy. Điện chạy. Vậy là được rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. À, dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả. Em tên Vân Anh. Em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty điện thoại. Quê em ở đâu? Em ở đây chị. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Đại Xuân, em năm nay 27 tuổi, hiện đang là quản lý phòng tập thể hình quê anh Sài Gòn. Quê Sài Gòn luôn, ở quận mấy? Dạ, quận 9. Bạn tập thể hình lâu chưa? Hả? Dạ, cũng khá lâu. Khá lâu, tướng vạm vỡ ha. Hả? Sáu múi á. Em có thích bạn trai vạm vỡ không? Em thích một múi chị. Vậy là thích giống như anh Quyền Linh vậy đó. Dạ. Đây thích có một múi thôi, có thích sáu múi nha. À, dạ. Dạ. Ừ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua ba mối tình. Quen ít nhưng mà để quên người đó lâu. Bao lâu mới quên? Khoảng 2-3 năm. Vậy là một người chung thủy. Bây giờ còn nhớ người kia không? Dạ hết. Rồi bây giờ em muốn kiếm người bạn gái mới như thế nào? Dạ, người bạn của em thì nói chung ngoài ngoại hình em nhìn đẹp là được rồi. Cho dù mọi người nói bạn ấy xấu cũng không sao, chung em đã nhìn đẹp là được. Đẹp là sao? Theo em quan điểm đẹp là sao? Nói chung mình nhìn có cái gọi là hợp nhãn là được thôi. Chung em nhìn em mới biết được, còn giờ nói diễn tả cũng hơi khó. Nhưng mà cái nhãn của em sao? Dạ có thể là bạn đó hơi cao, ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Chung mình nhìn mình cảm thấy mình thích là được rồi. Nếu mà người ta chơi xấu cũng sao chứ, đúng không? Đúng rồi, mình nhìn đẹp là được rồi. Mấy người mà không có cái miêu tả cụ thể mà nói kiểu như là sao cũng được là mấy người này nó khó lắm, đúng không? Bạn gái, bạn tìm mẫu người như thế nào? Em thích cái mẫu người mình nói chung là nhìn chững chạc chút, nhìn chín chắn một chút xíu. À. Dạ, tại vì em năng động rồi, em trẻ rồi. Mà kiểu mà hai người mà cùng trẻ nữa chắc là hả, chắc bậy tân bừng luôn á. À, rồi. Có điều gì em không thích ở người đàn ông? Là phụ nữ thì ai cũng thích, không thích là đàn ông gia trưởng hết. Ngoại hình là đơn giản chỉ... Nói chung thì em thích gọn gàng, cao hơn em được rồi. Thân em thì 3m bẻ đôi chị. Mà em cũng tự ti lắm nên em hay cái mang giày cao lên để mà ăn gian chiều cao của em á. Bên đây cao hơn nhiều đấy. Nhưng mà về tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em thì mới có 2 thôi. 2 thôi. Ở chia tay mối tình sau này bao lâu rồi? Dạ, cách đây khoảng hơn 1 năm. Mình còn vương vấn gì giống như... Đã qua rồi chị. Thì mình... Tốt nhất mình nên tạm gác lại, mình không nên nhớ nữa. Bây giờ nếu thì mình tìm được mình... người đúng đối tượng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Thì bây giờ em cũng 26 tuổi rồi, cũng không còn quá nhỏ nữa mà mình cứ lông bông nữa thì khoảng 1 năm hoặc 2 năm nếu mà hợp. Dạ. Yeah. Rồi, để chị hỏi bạn trai coi khi nào thì bạn ấy tiến tới hôn nhân được nha. Dạ, em chào chị. Dạ. Cái này ai nói 6 múi? Cái này 1 múi đó. Được đó. Chị muốn mấy múi, không mấy múi được. Chị đâu có muốn. Bạn gái này muốn chứ chị muốn chị. Khỏe ha. Mẹ. Chắc cho hít đất cái mở hàng cho nó nóng người cái đi rồi nói chuyện. Được không em? Dạ được chị. Làm đi em. Nhỏ mà.
Chị khoái mấy cái vụ hít đất lắm. Coi người ta hít á, tại chị hít không có được. Bao nhiêu cái vậy ha? Hít khoảng 200 cái đi em. Tùy hỉ. Hít sao mà anh thấy là 1 2 3 cái này hít hơi ăn gian đó, chưa có xuống xác nha. 7 8 ở dưới đếm với mình đâu có đếm đâu. 10 11 12 20 đi. 13 14 15 16 17 18 19 đủ chưa quý vị? 20 khỏe ru cười ha. Cười ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em là con người thời gian, đúng thời gian. Hầu như em chơi với bạn bè hoặc là công việc, chưa bao giờ em đến trễ giờ. Thứ hai là trong cuộc sống thì em có nghĩa em quản lý tiền bạc cho gia đình rất là tốt. Điểm của em là em sống hơi thực tế, có nghĩa là mình sống mình phải có cái điều kiện vật chất nó tương đối ổn định thì nó mới tốt được, chứ em không có mơ mộng một túp lều tranh hai trái tim vàng mà vẫn có gì đó nó phải ổn định hơn. Mà bây giờ mình đang trên cái con đường ổn định nó được bao nhiêu phần trăm rồi? Chung bây giờ em mới lo cho gia đình em được. Em sống với mẹ thì em lo cho mẹ được. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Mà mình nếu được bao giờ mình có thể kết hôn được? Dạ, nếu đẹp thì trong cuối năm nay hoặc là năm sau. Vậy thì có vợ về thì mình cũng sống chung với mẹ để lo cho mẹ hay sao? Dạ đúng rồi. Nhà mình con trai, em con trai mấy? Dạ, mấy dạ con một. Rồi ok, cảm ơn em. Không, anh nghĩ bạn trai là người rất điềm đạm, rất chung điềm thủy đạm đấy. Rất là chín chắn, điềm đạm, có hiếu. À, chào em gái, rất là dễ thương. Bạn trai em đây có vẻ hơi hiền, hơi tính truyền thống chút xíu. Truyền thống hả? Tức là muốn những cái gì nó phụ nữ là phải kính cổng cao tường, không có hiện đại quá gì đó. Dạ Còn tính của em sao? Tính em thì em không phải là phụ nữ truyền thống rồi. À, là hiện đại hả? Đúng rồi. Em nếu mà những bạn trai mà yêu cầu mà truyền thống mà kiểu công dung ngôn hạnh hoặc là điềm đạm thì chắc không phải là em rồi đó. Em thì rất là năng động. Quậy tưng luôn mà đúng không? Tưng luôn á. Ồ, hiện đại nhưng mà lúc nào cần truyền thống thì truyền thống chứ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì tùy môi trường, tùy có hoàn cảnh. Vậy thì làm dâu em có đặt nặng vấn đề này không? Làm dâu hả? Em cũng không có đặt nặng lắm. Nhưng mà cái quan trọng thì em không phải là nàng dâu khéo rồi đó. Miễn là ăn thua mình có muốn, mình có chấp nhận điều đó mà mình chịu khó học hỏi hay không thôi. Tại vì em vừa đi làm nữa thì không thể nào mà có thể là vừa trong vừa ngoài mà lo chu toàn được hết như mọi người. Em không thích gì người đàn ông? Phụ nữ thì không ai thích mà đàn ông mà. Thứ nhất á là lăng nhăng. Thứ hai là gia trưởng và vũ phu. Đàn ông thì là chủ dự của phụ nữ thì phải biết, nói chung cũng phải biết chăm săn sóc. Tại em thì gia đình em, ba mẹ em không có sống chung với nhau cho nên em cũng rất hay là nhõng nhẽo lắm. Nhõng nhẽo đúng không? Dạ. Anh thấy anh này có đức tính cũng tốt đó em ạ. Chung thủy nè, điềm đạm nè, sạch sẽ, ngăn nắp, đúng giờ. Chứ mà đúng giờ em thì em là phụ nữ cho nên nhiều khi em hay đến trễ. Có vấn đề thôi, gì không? Thôi chung thỏa ngay vụ đó đi. Vụ đến trễ gì, vụ làm dâu á ha. Dạ. Đó, hôm nay mình em có chuyện mình đi với hai đi theo ủng hộ em không? Dạ có, em đi với chị em với hai đứa em của em ạ. Rồi chào chị. Chào chị Cát Tường. Chào Nguyễn Linh. Rồi em thấy chàng bên đó với Văn Anh thì như thế nào? Dạ em thấy rất là manly. Rất là xứng với Văn Anh luôn ạ. Thấy hợp với bạn em của em không? Dạ hợp. Nhưng mà anh đó anh nói là anh muốn người giống như anh Linh nói đó, muốn tìm một người truyền thống vậy thì em thấy là Văn Anh có phù hợp không? Này ổng nãy em không có nghe anh nói là muốn kiếm một người truyền thống như vậy anh nói. Linh nói. Không có nói, anh cái đó anh nghĩ thôi. Anh Linh nghĩ. À không mà nhưng mà em nghĩ chắc là anh không có nhất thiết phải là truyền thống đâu chị. Chủ yếu là hai người hiểu nhau và hợp nhẽ của anh là anh sẽ ok rồi. Nhưng mà em Văn Anh dễ thương lắm anh. Rồi, cảm ơn em. Hôm nay em đi với ai? Em đi với ba bạn cấp 3 và hai đồng nghiệp cũ. Rồi chào em. Dạ em chào anh Linh, chào chị Tường. Rồi, chào, chào quý vị trong trường quay cùng quý vị xem qua truyền hình. Dạ em là Công Tuấn, là một người bạn cũng như là đồng nghiệp cũ của bạn Xuân. Dạ thì anh thấy cô gái bên kia có hợp với bạn của em hay không? Dạ Xuân ơi, thì bạn nữ bên này thì nói chung cũng nhìn cũng chững chạc đó Xuân này. Nhưng mà còn về cái Xuân nhìn thấy thế nào là do mắt của Xuân thôi. Rồi cảm ơn bạn. Thôi rồi, bây giờ là kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau thôi. Gặp nhau trò chuyện nha để hiểu hơn. Rồi mời bạn. Nhìn mới các bạn vui vẻ. Cái tưởng tượng của em lúc mở màn anh sao? Nó có khác. Em tưởng anh sao nãy sao lúc thì anh nói là 6 muối, lúc thì 1 muối nên em bị hỗn loạn. Nói chung mình muốn mấy muối cũng được hết trơn mà. Nhưng em thích 1 muối à, em thích nó tròn tròn. 1 muối còn dễ hơn chứ. Dễ hơn. Còn anh thì anh đánh giá như thế nào?
chung là hơi bất ngờ về ngoại hình mà đẹp. Cho mình nhìn đẹp là được rồi. Còn vấn đề làm dâu thì thật sự là mẹ anh nhà rất là dễ. Có một mình mẹ thôi rất là dễ. Việc nhà anh vẫn có thể làm được. Anh có ngại khi phụ giúp công việc nhà, ví dụ sau này anh... Chung anh sống với mẹ, anh vẫn phụ mẹ bình thường mà. Có ngại vấn đề đó không? Không có ngại đâu anh. Thiệt không? Thiệt, anh đi chơi bạn bè vẫn vô rửa dáng bình thường mà. Cái lỡ mà ví dụ em đi chơi, ví dụ anh mời đi chơi xa chẳng hạn, cái quan điểm về tài chính lúc đó thì sẽ như thế nào? Chung mình có khả năng thì anh sẽ trả thôi, còn không có anh sẽ không đi được. Dù mời có tiền mới mời chứ. Có mời, anh mời nha, còn nếu em mời là khác rồi, đúng không? Nói chung anh mời anh phải trả rồi, đó là điều hiển nhiên. Còn nếu em ấy mời thì sao? Mời chắc cũng phải trả luôn hay sao anh? Đó. Như nãy anh nói có vấn đề là anh quản lý tiền rất là tốt, nghĩa là gia đình mình tiền giao cho anh quản lý rồi đó đến giờ nghĩ là tiết kiệm nó sơn tốt em hơn. Thì về quản lý chi tiêu cũng khá ok, nhưng mà lâu lâu cũng hơi vung tay quá chén. Chung mình phải có mỗi khoản khác nhau, một khoản đi chơi mình sẽ có một khoản riêng, không bao giờ xài lố. Rồi bây giờ mình nói một câu gì đó để chúng ta đi đến quyết định bấm hay không bấm. Nói chung là cảm xúc của em bây giờ là có, nhất là có cảm tình với bạn. Mà từ cảm tình mình sẽ phát triển hơn nhiều mối quan hệ khác nữa. Hy vọng là bạn sẽ cùng mình tìm hiểu. Bạn gái em muốn nói gì nữa? Em không biết nói gì hết chưa. Thôi, chúng ta sẽ nói bằng nút bấm nha. Nào, một. Hãy làm theo những gì cô tim mình mách bảo các bạn nha. 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nào, hãy nắm lấy tay nhau. Hãy hôn nhau để đánh dấu một ngày đầu tiên rất là đẹp chúng ta gặp nhau. Trời ơi, cái gì mà nhăn dữ vậy? Làm giống như khỉ ăn ớt vậy. Không, để ngày sau đi. Để ngày sau gặp nó thoải mái hơn. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm chặt tay nhau nha. Rồi, nắm tay nhau, dắt nhau đi xem phim nha hai bạn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời em ngồi. Quá dữ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình quay ngày hôm nay ạ. Chào bạn. Xin tự giới thiệu, em tên là Trương Thị Thủy Tiên. Năm nay 26 tuổi, hiện đang làm giáo viên công tác tại trường Trung học cơ sở Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ạ. Dạ, quê em ở Bình Phước ạ. Bình Phước, rồi dạy tại Bình Phước luôn. Dạ. Hôm nay xuống đây tham gia chương trình. Dạ. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lý Trực Thể. Em làm nghề gì thế? Dạ, em làm nhân viên kinh doanh sổ số Vietlott. Bao nhiêu tuổi em? Dạ, 31 tuổi chị ạ. Dạ, em sinh ra lớn lên Đồng Nai và đang làm việc ở Sài Gòn ạ. Thấy cầm cây đàn, hát bài luôn. Hay quá. Sơn tụ luôn. Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh luôn giữ em trong lòng. Dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu mộng phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh cũng vậy thôi. Em thấy hợp hợp với chị em thích hát. Hả? Vậy hả? Dạ. Bạn nữ thích hát. Nhà trai nghĩ sao? Dạ bạn hát đi rồi mình sẽ đơn ạ. Dạ vậy thì để đáp lại bạn bên kia thì mình xin gửi anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả một ca khúc được mang tên Thuyền Hoa. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta giữa khôi vội.
hơi cao đúng không? Bên đó đờn được đúng không anh Linh? Cũng được. Cũng được. Nhưng mà rồi, đôi khi đờn với hát nó cũng không đi chung với nhau. Đó. Bạn có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người, biết lắng nghe và chia sẻ. Ai mà có chuyện buồn gì là cứ tới tìm em tâm sự. Rồi tới hỏi em có chuyện buồn thì em tâm sự với ai? Em giấu mình. Trời ơi, sao vậy? Bây giờ mình phải chia sẻ cho bạn trai mình để mình hết buồn, đúng không? Những cái điểm yếu của em là gì? Dạ, nhược điểm của em là rất là sợ ma, nhưng mà thích coi phim ma. Rồi vô đó lúc mà con ma xuất hiện sợ quá là làm gì? Dạ, che mắt lại cho nó đi rồi coi tiếp. Vậy thôi, đi coi phim ma làm chi? Đi coi phim ma mà thay cái con ma che mắt lại coi phim ma làm chi? Rồi cô giáo cũng dễ thương, năng động, hòa đồng. Tại sao lại chưa có bạn trai mà phải nhờ tới chương trình? Ai mà ví dụ muốn mà tới tán tỉnh hay gì đó với em là em phải, đầu tiên em phải nhìn cái chân trước. Chân sao em? Dạ. Ai mà mang dép tổ ong mà ở cái màu vàng vàng à, rồi chân mà không được sạch lắm, em thấy như là không được tôn trọng á, nên là em phải nhìn cái chân trước. Bên chân kia sao anh Linh? Cái chân đen thùi lôi, thấy mà ghê. Chút tôi bắt lột chân tôi kiểm tra đó nha. Nhưng mà em ơi, tại sao vậy? Cái người ta mang dép tổ ong mắc mới gì không thích người ta em? Tán tỉnh bạn gái thì trước hết mình phải tôn trọng, ăn mặc cho chỉnh chu một chút xíu à. Thì người ta ăn mặc chỉnh chu được rồi, cái chân liên quan gì? Nhưng mà nó sao sao à? Nói anh chung là cái chân mới quan trọng. Rồi sao nữa? Cái bàn tay thì được, đừng có để móng tay. Móng tay nhìn ghê. Trời ơi, chết rồi. Có một cái móng dài một thước mấy. Hả? Rồi, bây giờ nãy giờ ta đưa ra những cái ưu điểm, khuyết điểm rồi. Mình nói luôn đi, cho bên kia biết luôn. Dạ, ưu điểm của em á thì hay đi nhậu nhiều ạ. Ưu điểm mà nhậu nhiều. Cái đó chắc ưu nhọt. Rồi, ưu điểm gì nữa? Từ nhỏ đến lớn em là gọn gàng, sạch sẽ, quần áo ngăn nắp, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, em tự lập từ nhỏ. Bây giờ mình có tật xấu gì không? Em cũng hay nói, về nói một lần không nghe lần hai, rồi xong rồi tự em dọn luôn. Đó không phải tật xấu đâu. Rồi. Bây giờ mình tìm người bạn gái thế nào nói luôn. Chung ai nhìn thấy được là ba mẹ em thấy được là em cũng được rồi, tại vì em cũng không quan trọng lắm ạ. Nếu dù ba mẹ em nó không được thì sao? Không, bây giờ quen ai giờ mẹ cũng không cấm ra. Thì quan trọng là do em đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ tới bạn gái. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chưa. Chưa? Chưa hẹn hò lần nào? Dạ, chưa luôn ạ. Vậy là đương nhiên chưa hôn luôn rồi. Dạ, chưa. Ủa, tại sao vậy? Ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn. Lý do? Chưa, mình chưa có gặp mặt á, tự nhiên người ta biết số mình, xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy. Nhưng mà mình có thích đàn ông không? Dạ, có. Có hả? Muốn tìm người đàn ông như thế nào? Dạ, muốn người cũng phải cao một chút. Tại vì em lùn cho nên phải cho đời con em nó cải thiện được chút xíu. À, đừng có hói đầu. Cỡ này được không? Dạ được. Mũm mĩm nhưng đừng có bụng phệ. Em không thích người nào mà ốm quá, nhìn không có sức sống, không có đủ khả năng bảo vệ bạn nữ. Ví dụ giờ tay anh để dài rồi sao? Giờ sao? Dạ về cắt đi. Anh không chịu cắt thì sao? Lén lén cắt. Đôi khi mình khó quá, mình kén chọn quá đó, mình gọi là mất nhiều, rất nhiều cơ hội nha. Dạ. Hô. Đâu đâu để tôi kêu anh cởi dài, tôi coi cái chân coi. Dạ em chào chị ạ. Mang chi bích kính dữ vậy? Bình thường là mang dép tổ ong không mà đúng không? Sao chị biết hay vậy chị? Đúng luôn hả? Dạ. Thiệt luôn hả? Dạ. Cởi ra cho tôi chiếc dài tôi kiểm tra coi, lẹ lên. Không, chân này sạch nè, mới cắt hả? Dạ sao chị biết vậy? Ủa cái gì cũng đúng luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi, không được rồi. Dạ em đẹp, em phải đánh đàn chị. À, một bên bàn bên này thì cũng cắt. Dạ. Mà điều vẫn có dính đất chút đỉnh. Rồi bên đây thì là để đánh đàn. Dạ. Cổ cũng thích hát. Dạ. Biết đâu mình dụ cổ thôi, để anh để cái bàn tay này anh đàn cho em hát, biết đâu người ta cũng ưng. Dạ em sẽ cố gắng chị ạ. Cái mặt anh này tôi thích ghê, mặt anh vui vui ha. Anh cười coi. Mà. Cười. Dạ. Có ba lúng đồng tiền nha, mặt thì cũng đẹp trai lắm mà. Thôi được rồi, mang dài vô đi, chút xíu gặp nhà gái. Được rồi. Nhớ thuyết phục cái vụ nha kia nha. Được được. Trời ơi dễ thương lắm em ơi. Bây giờ cho gặp người nhà đi. Mình đi có ai đi theo không? Dạ có mẹ em ạ. Dạ chào chị cô Cát Tường. Dạ, bạn trai bên bển sao cô? Nói chung là cái tiêu chí thấy được. Nè em trai, chào bác gái đi. Dạ con em. Chào cô ạ. Cô chào cứ yên con. Tâm đi, nếu như mà con mà mới quen được đi con gái của cô ở đây á, thì con dám hứa nhưng mà con sẽ cố gắng yêu thương giống như cô yêu thương con gái của cô vậy đó. Cô có một câu hỏi hỏi con. Dạ. Nếu mà giờ con gái của cô nó còn yêu nghề mà nó ở trên xa đó, con có chấp nhận cho là vợ con ở trên đó dạy học, còn con vẫn ở dưới đây cuối tuần con về như vậy, hay là con phải bắt buộc là con của cô phải về đây ở nhà trọ? Dạ không ạ, quen là tin tưởng, nếu như có thì con sẽ tình con đi xuống dưới đó rồi xong con sẽ về ạ.
tức là sẵn sàng tới nơi luôn á. Hôm nay lực lượng nhà gái rất là đông đảo luôn. Nhà gái đâu? Đưa tay lên. Trời ơi, ơi! Đi cả xóm luôn hả cô? Dòng họ. Dạ. Nội dạ. Ngoại. Nội ngoại đây ai lớn nhất nào? Dì ba. Bà đó bà hàng xóm bà đi. Rồi cho bà họ nói câu coi. Thằng trai dạ. Được không? Thấy cháu trai như vậy đó là cũng được lắm. Cảm ơn. Nhà trai đâu? Rồi, dạ, trai em đi đâu? Xếp với mấy bạn trong công ty ạ. Con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Cát Tường. Em chào chị, chào bên phía nhà gái. Việc mà nếu như tiến tới hôn nhân với nhau á, mà có muốn một người ở trên Bình Phước, một người dưới Sài Gòn, thì bên con có thể tạo điều kiện là cho anh Thể lên phát triển thị trường trên Bình Phước, để cho hai người hỗ trợ tạo dựng mối quan hệ tiến lên lâu dài. À, nhưng mà bạn dạ. Nhìn thấy nhận xét bạn gái bên đây như thế nào? Dạ, được đấy anh. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình chuẩn bị sao, sao? Anh Thể mà không đưa được chị nào về thì tháng này anh đừng nhận lương nữa. Chết trời ơi, áp lực chưa? Em cố gắng đừng để anh mất tháng lương tội nghiệp ảnh em. Kéo mà. Vậy chắc không phải cố gắng à. Cố gắng, cố gắng. Dạ. Chào em. Ủa nãy giờ ở đâu tôi không thấy bóng dạ, bóng. Cái này thì em tặng cho anh Quyền Linh. Trời ơi. Hai cháu ở nhà em mới làm tới thì giờ. À, tặng cho hai cháu hả? Dạ. Quan tâm tới con tôi dữ ha, cảm ơn nhiều nha. Dạ, cái này anh trước khi gặp mặt anh có quà tặng em ạ. Cảm ơn ạ. Cái này là bạn Thể làm á hả? Dạ. Chú trà hay quá nha. Đây là một người rất là tỉ mỉ. Này cất đem gì cho con coi. Em thấy anh cũng vui vẻ, hoạt bát, biết đánh đàn à, cũng được. Hai má lúng đồng tiền đó, đẹp trai không? Mắt to vậy sao? Hàn Quốc. Anh thấy em như thế nào ạ? À? Thì nói chung anh không tưởng tượng ra được, em quá là dễ thương rồi. Dạ anh cảm ơn. Anh Hò như thế nào? Lên Bình Phước gì đó làm sao? Nhắm lên tuần lên mấy lần? Nếu như công việc em sắp xếp được, nói chung thì em thấy nhớ thì em sẽ chạy lên ạ. À. Em không biết vậy. Giờ giấc như nào mình sao công việc em xong rồi em sẽ thu xếp em sẽ lên. Cũng khá xa đó anh ạ. À. Không sao đâu em ơi. Nhớ là cứ đi thôi ha. Dạ. 2-3 giờ đêm nhớ đi luôn. Dạ vẫn bình thường em. Nếu như mà em cho anh sẽ đi. 2-3 giờ đêm em chịu gặp anh đi liền. Rồi, thôi chuẩn bị bấm nút các bạn. Để tay vào nút bấm đi bạn. Đây là giờ phút mình suy nghĩ thật kỹ để quyết định một cái chuyện rất hệ trọng. Bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò với nhau. Có mẹ, có cả gia đình, có cả hàng xóm, có cả những anh em đồng nghiệp mình đang chứng kiến và bao nhiêu người đang xem mình qua truyền hình. Suy nghĩ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Ủa, em bấm mà nó không đúng. Từ từ em đừng nóng. Nghe nói hết thời gian, em bấm mà nó không vô. Rồi, nắm tay đi bạn. Nắm tay đi cưng. Xin phép mẹ hôn gái mẹ gái. Rồi, dạ thôi được. Quy định của chương trình. Cô phép, xin phép à. Đó, mẹ đồng ý rồi. Má cho rồi. Cặp này là cưới lẹ rồi. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng các bạn. Cảm ơn. Nhớ nha, nhớ báo tin vui cho chúng tôi nha. Bây giờ thì đủ bộ nè, có đàn, có vé số. Xin mời. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy và chào quý vị khán giả. Em tên là Thu Hằng. Còn mấy tháng nữa là sinh nhật lần thứ 29 của em. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm thiết kế đồ họa. Rồi, 29 tuổi làm thiết kế đồ họa. Mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Gọn, hiện đang làm trưởng phòng công tác ở một công ty chuyên phân phối và nhập khẩu máy điều hòa không khí. Quê em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long hả Gọn? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 33 tuổi. 33 tuổi. Có mấy mối tình rồi Gọn? Em có một mối tình nhưng mà không chính thức, cách đây cũng khoảng hơn 4 năm rồi. Gọn có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết làm công việc gia đình. Khuyết điểm của em thì chắc là do em hiền quá thôi. Gọn hơi hiền, cũng hơi nhút nhát. Nãy giờ anh ấy ngồi bên đây anh rất là run. Nói nhỏ quá à. Đúng không Gọn? Dạ.
Bây giờ thì cô gái bên kia cho chúng tôi biết rằng cô đã trải qua mấy mối tình rồi. Dạ, nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà cũng lâu rồi chị. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì em nghĩ là em biết nấu ăn, biết làm một số loại bánh như bánh lăng, bánh quy, biết may vá, em thích may rèm cửa hoặc là áo gối cho nhà sử dụng á. Dạ, em cũng hay trồng mấy cây rau nhỏ trên ban công á, để lâu lâu mình lên ngắm cảnh thì có khi nào muốn sử dụng thì hái mình ăn luôn. À, nấu hái trồng ăn luôn, rau sạch luôn. Dạ. Hay quá ha, coi như là nữ công gia chánh. Dạ. Đó là ưu điểm, còn có những cái khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì em nghĩ là đôi lúc thì em nói chuyện hơi thẳng tính á, nên là có thể làm mất lòng một số người. Cái khuyết điểm thứ hai là hay suy nghĩ sâu xa về một cái vấn đề nào đó để cho mình hay lo sợ. Có trưởng phòng bên đây rồi, khỏi sợ. Trưởng phòng dưới tay mình có lính nhiều cô gái không em? Dạ, lính của em thì chỉ có nam thôi. Nam thôi hả? Dạ. Bao nhiêu nam? Dạ, khoảng 17-18 người. Mà giờ còn muốn kiếm một người bạn gái như thế nào? Thì em thì cũng không có đặt ra tiêu chuẩn gì quá cao cho bạn gái. Chỉ cần là bạn đó biết quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống, yêu thương và quan tâm với mọi người là được ạ. Đơn giản, chiều cao, chiều thấp như thế nào không? Dạ, em cũng không có đặt tiêu chuẩn gì mấy về ngoại hình. Chà, cô gái bên này hơi cao á nha. Thế tiêu chuẩn bạn đặt ra tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, nếu mà càng cao thì càng tốt chị. À, bạn cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m67 ạ. 1m67? Chà, vậy anh bên kia phải tầm 1m70 đổ lên ha. Hơn. Hơn không? Bên đây chín mấy rồi. Để... cái gì? Đứng bên ghế á. À, bạn hình dung ra ngày hôm nay bạn gặp cái người bên kia như thế nào? Có thể là một anh nhìn đâu có đôi mắt hiền, nhìn chất phác, nói tính tình thì điềm đạm, nói chuyện thì gần gũi, bình dân. À, em thích những mẫu người như vậy. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích là bạn nam đừng có keo kiệt quá, với lại đừng có cọc cằn quá. Ví dụ như có chuyện gì á, thì mình nói chuyện nhỏ nhẹ để giải quyết, chứ đừng có la lối hay là quát tháo thì em rất là sợ. Anh này không có cọc cằn, không có la lối đâu em. Nếu mà được thì bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ, cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là mình cảm thấy tình cảm đủ lớn để tiến tới hôn nhân là được chị. Trời, được rồi, để chị qua thì coi anh kia coi. Đàn gái qua coi mặt đàn trai. Chào chị. Rồi, chào anh. Dạ. Thì phía anh thì bao lâu nữa thì anh sẽ tiến tới hôn nhân được? Theo em thì khoảng 1 năm, còn vấn đề còn lại là tùy thuộc vào hai người tìm hiểu. Anh hình dung cô bên này như thế nào? Có đáp ứng được những cái yêu cầu mà anh đang muốn tìm kiếm không? Nghe giọng nói thì em cũng hình dung được, thì cô bên đó cũng chững chạc, hiền. Có điều gì anh không thích ở người phụ nữ đâu? Em thì chưa có mối tình nào chính thức, cho nên em cũng không biết là không thích người phụ nữ ở điểm nào. Mà anh có thích phụ nữ không? Dạ thích. Trả lời nhanh ha, không cần suy nghĩ. Ok, vậy được rồi ha. Trong 1 năm có thể tiến tới hôn nhân được ha. Anh bên đây cũng rất là chân thành, giống như những gì mà bạn gái đề ra. Ồ, dạ. Chào em. À, một chàng trai miền Tây rất chất phác, nhẹ nhàng, dịu dàng. Dạ, em thích. Thích hả? Thích. Em thích. Anh này làm trưởng phòng nha, bản lĩnh lắm. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn gái hôm nay mình có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ, dì và hai em ạ. Ồ, có mẹ dì nữa ha. Dạ. Dạ, chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường và chào quý vị khán giả. Dạ. Dạ, cô nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào ạ? Cô thấy thì cái bạn trai bên đây có vẻ là chín chắn, điềm đạm, thấy cũng có vẻ là tin tưởng được á con. Mẹ thấy vậy đó. Cô có muốn gì hỏi con rể tương lai mình không? Chỉ hỏi một câu là nhà con có đông anh em không? Dạ, nhà con thì có 3 anh em trai. 3 anh em trai không hả? Dạ. Con thứ mấy? Dạ, con ở giữa. Ở giữa hả? Dạ. Nhà cô thì còn có mình mấy thằng thôi. Tự vì anh nó có gia đình thì cũng sống riêng rồi, có mình nó ở với cô thôi. Cái chuyện mà bếp núc mà dọn dẹp nhà cửa thì nó cũng chu đáo lắm. Nó ngay là nó cũng hiền, tánh nó hơi bướng một chút thôi, nhưng mà không sao hết á. Khi mình nó bướng lên con bỏ đường vô là nó hết rồi. Hay quá, mẹ chỉ đường hay quá. Thấy chưa, có người chỉ đường đi nước bước luôn. Nói gì với cô đi. Nói gì với cô đi. Dạ thì lần đầu tiên gặp mặt thì con cũng xin phép cô cho hai đứa con được có cơ hội để tìm hiểu. Rồi nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến xa hơn ạ. À, cô cũng mong vậy, tự vì chương trình mà sắp xếp cho hai đứa lên đây cũng là cái duyên của hai đứa rồi. Thôi giờ hai đứa thì cố gắng ha. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô. Hay quá. Em đi với ai? Dạ, em đi với em gái của em. Em gái? Em ruột hả em? Dạ, em họ. Dạ, chào cô Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ, rồi, chào mọi người có mặt trong trường quay ạ. Em chào chị. Em chào em. Dạ, anh ba thì ở nhà rất là hiền, hiền lắm luôn. Được cái là anh rất là chu đáo với lại quan tâm mọi người xung quanh.
thì em thấy anh với chị cũng hợp. Cảm ơn em. Chị cũng dễ thương lắm. Rồi, như vậy là được rồi. Thôi mình kéo màn lên đi. Rồi, kéo màn lên. Tất cả mọi thứ mọi người đã hướng dẫn hết rồi, ủng hộ hết rồi. Ăn thua hai bàn thôi. Kéo màn. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em. Anh cũng có món quà muốn gửi anh. Thôi, ta trò chuyện với nhau đi các bạn. Em thì có thích đi du lịch không? Dạ có ạ. Em thích đi mấy chỗ mà nó thiên nhiên mộc mạc này nọ thì em thích hơn. Thường cuối tuần thì em nghỉ thì em làm gì? Cuối tuần thì nếu mà em rảnh thì em hay đi uống cà phê với bạn. Còn không thì đi mấy chỗ ở ngoại thành á. Có thích đi xem phim không? Dạ có. Cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên mình kéo cái màn lên, mình gặp và mình thấy đối tượng bên kia giống như, có đúng như cái mình mong muốn, cái hình dung của mình nãy giờ không? Cũng giống ạ. Em thấy anh cũng rất là hiền, nhìn cũng chất phác, giống mẫu người em tìm. Cái cảm nhận rất là quan trọng. Hai bạn đứng lên đi. Hai bạn đi xích vào đây. Nào, hai người nắm tay nhau đi. Rồi, các bạn có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Quan trọng là cảm nhận thôi, tất cả mọi thứ đã tốt đẹp hết rồi. Các bạn cảm nhận xem có phải là của nhau hay không. Ê, 30 giây. Đó. Truyền điện qua nhau chưa? Có điện gì chưa? Cảm nhận thế nào? Rồi, mình nói đi. Bạn trai nói đi. Bạn trai hiền quá thì bạn nữ nói gì đi. Em nghĩ là mình đã bao nhiêu năm qua mình không tìm thấy nhau, hôm nay mình đã gặp được nhau. Em hy vọng là kể từ bây giờ mình sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc. Nói đi bạn trai. Thì anh nghĩ thì mình cũng nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi ông này ông nhát quá anh Linh rồi. Anh phải chỉ ổng vài chiêu sao. Ngày sẽ giống đám cưới luôn hả ta. Bạn gái nói hay quá mà. Trưởng phòng mình mới nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Tỏ tình một câu gì, có bạn gái nói hay quá mà trời em. Trời ơi, bữa nay anh gặp em tự nhiên sự tim em thế nào, em thế nào đó. Ủa có cái quà gì chưa tặng bạn gái hay gì bên dạ, đó vậy? Anh có cái... Đứng đây nói quà cũng quên nữa hả? Dạ không quên chị, cái này là để phút cuối cùng, phút cuối cùng. 89 vậy. Ừ. Bây giờ 89 rồi đó, bây giờ là 89 rồi đó em. Thì cái này anh gửi tặng em thì... Cái gì vậy? Thì cũng mong là em chấp nhận. À. Ông nhát quá, ông không dám nói, ông phải viết ra sớm. Thôi được rồi. Được rồi, ngồi đi đi bạn. Dù có nhát nói không được mà viết ra được là cũng được rồi. Sau 30 giây các bạn nhìn thẳng mắt nhau và cô gái đã nói điều gì, hãy nhắm mắt lại tưởng tượng. Quan trọng là hai con tim cùng chung nhịp đập hay không. Chuẩn bị, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay rất đẹp các bạn. Một ngày tốt lành, một hình ảnh rất là tuyệt vời, rất đáng nhớ. Và các bạn hãy có nhấn nút hay không. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ nắm tay nhau được rồi đấy. Xin phép mẹ hôn bạn gái cái đi. Dạ con xin phép cô để cho con được hôn tay em. Thấy trẻ là hạnh phúc của mình, xúc động quá. Cô cảm thấy như thế nào cô? Mẹ đang rất là xúc động. Dạ cô thấy. Con thấy thì cô cũng ân tự vì cô thích thằng nó quen người lớn tuổi hơn chút, cho nó điềm đạm chín chắn chứ tánh nó thì còn nít. Dạ. Nên vậy là vui cô ha. Dạ. Dạ cô đồng ý. Cũng hy vọng là sẽ sớm nhận được thiệp báo tin vui từ phía gia đình. Rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Nắm tay nhau thật chặt nha, không buông nhau nha, ra nha. Đây con gà, năm con gà. Rồi, dẫn nhau đi xem phim.